2019 là một năm cực kỳ đáng nhớ của AMD, bởi vì đây không chỉ là năm đánh dấu cột mốc 50 năm hoạt động của họ, mà còn vì những thay đổi tích cực mà họ đã mang đến cho người dùng nói riêng và thị trường nói chung. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những gì mà AMD đã đạt được trong năm vừa qua thông qua một bộ máy vô cùng đặc biệt. Cùng với đó là một bí mật sẽ được bật mí ở ngay phần cuối của video. Lời mở đầu thì mình xin được cảm ơn đến nhãn hàng MSI đã hỗ trợ Hà Nội Winter thực hiện video này. Và thông qua dàn máy mà các bạn đang thấy ở ngay bên cạnh mình đây, một câu chuyện đầy màu sắc của AMD trong năm qua sẽ được kể lại. Tất cả đều bắt đầu với bài phát biểu của tiến sĩ Lee Jae-soo tại CES 2019 tháng 1 vừa qua. Tại đây thì vị nữ chủ tịch đã có một bài phát biểu cực kỳ hay và chúng ta đã có được một layup cực kỳ hoành tráng khiến tất cả mọi người trong khán phòng khi ấy phải đều phải trầm trồ. Đó là chipset X570, kiến trúc Navi mới dựa trên tiến trình 7 nm cho các CPU về sau này của AMD và đặc biệt là thông tin đầu tiên về những chiếc Ryzen 3000. Và như các bạn đã biết thì không phải để các bạn chờ lâu, AMD đã dần lượt cho ra mắt những sản phẩm này và đến hiện tại, tất cả những ai có điều kiện đều có thể tiếp cận được những sản phẩm này một cách vô cùng dễ dàng. Và linh kiện đầu tiên góp mặt trong bộ máy kỷ niệm 50 năm của chúng ta ở đây sẽ là một chiếc bo mạch chủ X570. Và cụ thể ở đây thì đó là chiếc X570 A Pro đến từ MSI. Như các bạn đã biết thì cải tiến mà X570 mang đến đầu tiên chính là bộ nhớ BIOS đã được nâng lên 32MB so với con số chỉ là 16MB trên các thế hệ tiền nhiệm, giúp cho việc cập nhật các tính năng mới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đi kèm với đó là khả năng tương thích hoàn hảo với các CPU Ryzen 3000 ngay từ khi mở hộp. Ngoài ra, chúng còn là những chiếc bo mạch chủ đầu tiên hỗ trợ chuẩn PCIe 4.0 trên thế giới. Dĩ nhiên là những chiếc X570 A Pro cũng sẽ sở hữu đầy đủ những tính năng hấp dẫn trên, nhưng với mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ là 4.650.000 tại hệ thống của Hà Nội Winter ngay ở thời điểm hiện tại. Quay trở lại với thị trường Việt Nam của chúng ta thì trong thời điểm đầu năm nay, cái dấu ấn đầu tiên mà AMD đạt được lại không đến từ những cái tên mới mà đến từ hai sản phẩm đã ra mắt cách đây 2 năm, đó là chiếc cam màn hình RX570 và RX580. Lý do là tại bởi vì chúng đã được đẩy xuống mức giá cực kỳ dễ chịu mà ai cũng có thể sở hữu được. Ở một số thời điểm tại Hà Nội Winter thì các bạn chỉ cần phải trả khoảng 2,5 triệu cho phiên bản RX570 4GB GDDR5 mới 100% bảo hành 36 tháng. Đây không gì khác là một nón hời dành cho game thủ khi mà hiệu năng của RX570 4GB là ngang hàng với cả GTX 1060 3GB. Đặc biệt là khi xét trong hoàn cảnh giá Vega hồi đầu năm chưa hẳn là quá rẻ và có quá nhiều lựa chọn như bây giờ. Hiệu ứng mà RX570 tạo ra đã từng rất lớn, thế nên chiếc card đồ họa này sẽ là cái tên tiếp theo được chọn để góp mặt trong bộ máy kỷ niệm 50 năm của chúng ta. Tuy nhiên sẽ hơi khác một chút khi đây là phiên bản RX570 Armor của MSI với 8GB GDDR5. Tiếp tục với một mốc thời gian khác, đó là vào tháng 5 năm 2019 này, khi mà hội chợ Computex 2019 đã được tổ chức tại Đài Loan. Đây là lần đầu tiên AMD bắt đầu giới thiệu một cách cụ thể những dòng CPU Ryzen 3000 chạy trên socket A14 mới nhất của mình đến với người tiêu dùng. Chúng ta có những cái tên như là Ryzen 5 3600, 3600X, Ryzen 7 3700X, 3800X và kể cả Ryzen 9 3100X. Nói chung đây là những cái tên trải dài từ rất nhiều các phân khúc và rất nhiều mức giá để người dùng lựa chọn. Và đây cũng là lần đầu tiên mà AMD đã đem những cái tên khác của các đối thủ ra để so sánh để thể hiện cái sự vượt trội của mình. Tại thời điểm đó đã có một số ý kiến hoài nghi, nhưng hiện tại sau nửa năm thực tế đã cho thấy AMD không hề nói quá về khả năng của mình. Khi những sản phẩm như Ryzen 5 3600 luôn nằm trong top những chiếc CPU bán chạy nhất, do chúng đáp ứng tốt những nhu cầu của người dùng từ chơi game đến làm việc hay kể cả cho những tác vụ ăn phần cứng như là livestream cùng lúc trên nhiều nền tảng. Và chiếc Ryzen 5 3600 sẽ là cái tên tiếp theo được bọn mình chọn để cho vào dàn máy kỷ niệm 50 năm AMD này. Và chúng ta cũng không thể không nhắc đến những linh kiện giới hạn mà các hãng dành riêng cho những sự kiện đặc biệt như thế này. Ở ngay bên cạnh mình đây đó chính là chiếc vỏ cây MSI Mark Vampiric 010 được MSI sản xuất dành riêng cho dịp kỷ niệm 50 năm thành lập AMD. Và như các bạn đã thấy thì ở trên mặt trên của nó có một dải màu vàng cam rất đặc biệt, cùng với đó là dòng chữ Ryzen 50 năm cực kỳ là nổi bật. Ở thị trường Việt Nam thì phiên bản Vampiric thông thường đã khó là khó tìm rồi, thế nên là mình nghĩ đây sẽ là một cái món quà cực kỳ ý nghĩa dành cho bất kỳ ai có thể sở hữu được dàn máy này. Về những linh kiện còn lại thì chúng ta có 8GB RAM DDR4 đến từ Galax, ổ cứng SSD Kingston A400 240GB và một chiếc nguồn 500W đến từ Silverstone. Tổng giá trị của cả dàn máy sẽ rơi vào khoảng 20 triệu đồng. Tuy nhiên hãy tạm gác lại về phần giá cả, chúng ta hãy đến với phần đánh giá hiệu năng ngay bây giờ. Ở phần này thì bọn mình sẽ tiếp tục sử dụng Windows 10 phiên bản mới nhất và cùng với đó là một màn hình Full HD. Và ba tựa game bọn mình sử dụng đó chính là PUBG, Assassin's Creed Odyssey và The Witcher 3. Do hiệu năng của RX570 cũng như là Ryzen 5 3600 đã quá quen thuộc với các bạn rồi và lần này thì chúng ta cũng không so sánh nó với bất kỳ dàn máy nào khác. Thế nên là mình sẽ để gameplay cũng như là bảng biểu để các bạn sẽ tự đánh giá. Thank you.
Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau nhìn lại những cột mốc đáng nhớ của AMD trong năm 2019 vừa qua. Còn bây giờ sẽ là lúc bọn mình tiết lộ bí mật mà ban đầu video bọn mình đã nói đến. Đó chính là Hà Nội Winter sẽ bán giản máy này với mức giá ưu đãi chỉ 10 triệu đồng dành cho khán giả may mắn nhất. Tất cả những gì các bạn cần làm đó chính là bấm vào link clim.io phía bên dưới và làm theo hướng dẫn. Kết quả sẽ được bọn mình công bố vào buổi livestream cuối tuần ngày 30 tháng 11 năm 2019 tới đây. Xin chúc tất cả các bạn may mắn và hẹn gặp lại trong video lần sau.